chứ không phải địa ngục là chờ diêm vương quỷ sứ. Nhất điện bình đẳng dương nhị đường tống đế dương tam điện gì tần quán dương vân vân gì đó, cho tới thập điện là chuyển luân thánh vương đó. Láo hết, nó láo hết. Cho nên đó, ông bà cha mẹ mình qua đời thì mình cũng thất thứ nhất, thất thứ hai, thất thứ ba, thất thứ tư, bảy thất. Bảy thất rồi là ba tháng, cái tuần ba tháng đó, trong ngày đó gọi là thất thứ tám. Rồi giáp năm là thất thứ chín, rồi mạng khó là thất thứ mười. Là mười cái lần đó để cúng, cúng thật thất, để trình cho diêm vương nhất điện, bình đẳng dương nhị điện, tới xuân dương tam điện, tổng đế dương tứ điện, sở văn dương vân vân, cho tới nghĩa là thập điện chuyển luân thánh vương. Truy nguyên ra giáo lý của đạo Phật là hoàn toàn là láo quét gạt gẫm lừa đảo mỹ dâm. Mà sự thật đạo Phật không có mười cái thứ địa ngục như vậy. Mà địa ngục đó là nó phát xuất từ chữ là bất lạc, khả hiểm, khả cụ, khổ khí, vô dở. Các gì về trong cái bài mà tôi viết về địa ngục ở trong cái hồi ký nhớ ông thầy. Chứ làm gì mà địa ngục mà bắt dấu ở trong đó rồi đóng cái chuông vậy đó, rồi phá địa ngục để cho voi con hồn ra. Rồi con hồn là phía của con hồn là ai? Bà nào đẻ ra con hồn? Tại sao bà đẻ ra mà bà đẻ nó thành con hồn? Bà không nuôi nó, bà không cho nó ăn. Nếu nó có đủ xe nó chết đi nữa thì bà cũng đem hộp về nhờ mấy ông chùa để cho nó cái bàn nhỏ nhỏ. Chứ sao lại để cho nó thành con hộp? Cho nên cái từ mà tụng kinh cái buổi chiều để mà cúng con hộp, phá địa ngục rồi khai yết hầu cho con hộp cái cổ được rộng ra ăn, vân vân, đều là hoang đường mê tín dị đoan. Nói không có hết các vị ơi, đau lắm. Tôi bây giờ tới tuổi này giờ tôi chỉ còn muốn chết thôi. Rất là muốn chết. Nhưng mà mình chưa làm cho mình tự chết được. Mà nếu mà không khéo mình làm tự chết được, mình giống như tự vẫn thì nó lại là không hay, không đúng. Cho nên là thôi hơi nào đọc thơ nữa. Chứ bây giờ tôi thấy rằng là không cách gì mà tôi cúng dường cho các vị. Tôi chỉ rõ có thì đủ thì giờ để chỉ rõ cho các vị những cái sai trái. Mà thành thật đó rất rõ là tôi chỉ rõ đàng hoàng, có minh chứng đủ điều bằng đạo Phật Thích Ca. Nhưng mà làm sao làm được việc đó? Cho nên các vị nên nhớ, học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Học Phật mà không có giải thoát, học Phật mà không có giác ngộ, mà tụng mình niệm mình lại mà cầu mà nguyện mà van xin gì đó là hoàn toàn không phải đạo Phật.